Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vận đơn trên cái sàn thương mại điện tử Shopee để các bạn dán lên cái kiện hàng để các bạn giao cho cái đơn vị vận chuyển nha, bằng cái máy in nhiệt mini này nha các bạn. Thì hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn in bằng cái điện thoại Android và cái điện thoại iPhone luôn nha. Ok, thì ở bên mình đó các bạn có hai màu, cái máy này có hai màu, màu xanh và màu hồng nè các bạn. Thì nó cũng tương tự nhau thôi các bạn, nó chỉ khác là cái dấu gạch này nó màu hồng thôi, với cái gạch nó màu trắng thôi. Thì khi mà các bạn mua máy về á thì theo máy nó sẽ kèm theo một cái máy nè, một cái cọng cáp sạc dây USB Type-C nè các bạn. Đó. Và một cái cuốn sách hướng dẫn nè. Đó, các bạn hướng dẫn các bạn cài cái phần mềm vô và hướng dẫn các bạn cách cái sử dụng nha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại iOS nhất nha. Thì trên cái điện thoại iPhone đó, các bạn vào cái App Store, các bạn search cái từ khóa là Fingerprint nè, để các bạn cài cái app Fingerprint vào nha. Cái app này nha các bạn. Các bạn cài cái app này vào nha. Rồi sau khi mà cài xong đó, các bạn mở cái Fingerprint lên. Thì các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Đây đây là cái giao diện của cái phần mềm Fingerprint. Các bạn có thể in ảnh nè, in những cái hình ảnh để cho con các bạn có tô màu vẫn được luôn nha. Rồi hoặc là các bạn in ghi chú, hoặc là in sticker, in tài liệu đồ vẫn có đây ha các bạn ha. File PDF đồ nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề là mình in cái mã vận đơn ha. Rồi bây giờ các bạn mở cái Shopee lên, cái trang mà các bạn bán hàng á. Rồi bây giờ các bạn khi mà các bạn có đơn rồi á, các bạn vào trong cái đơn của các bạn ha. Rồi các bạn vào cái bát đơn của các bạn nè, các bạn vào cái thông tin vận chuyển nè. Rồi các bạn in phiếu cho nè. Rồi các bạn chờ một xíu nó load cái đơn của các bạn lên như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm chỗ này nè các bạn bấm nút share nè. Rồi các bạn tìm tới cái phần mềm Fingerprint. Cái phần mềm Fingerprint nha, nếu bạn nào không có đây á, các bạn bấm vào dấu ba chấm nè, các bạn tìm cái phần mềm Fingerprint, các bạn bấm vào đó, các bạn chờ một xíu xíu nó sẽ load nè. Đó, nó sẽ load lên nha, sẽ load lên giống như thế này. Rồi các bạn bấm nguyên bản nè, nguyên bản nè. Rồi nó sẽ chuyển qua cái phần in cho các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn bấm in ở đây ha. Đây nó chuyển qua, các bạn in trắng đen ha. Rồi chỗ này các bạn xổ chỗ này lên cho mình nè. Rồi ở đây nè các bạn chọn tùy chỉnh cho mình, tùy chỉnh các bạn mặc định nó là nó sẽ ở 60-70% á, các bạn kéo lên cho nó đậm lên nha. Đây là cái độ độ đậm nha các bạn. Xong các bạn bấm ok nè. Rồi bây giờ các bạn bấm mở cái máy lên, ở đây có cái nút nguồn nè các bạn. Nè các bạn bấm và giữ cái nút nguồn nè, đèn nó chớp nè là máy nó mở lên nè nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với cái máy in này để mình in thử nha. Rồi mình bấm in nè, kết nối nè. Rồi mình bấm vào chỗ này ha, MX8 nè. Rồi mình ra ngoài, rồi mình bấm in nè. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem thử nha. Ở bên mình đó các bạn có hai loại, loại này là giấy thường nè, và một loại nữa là loại giấy dán, để mình in giấy dán cho các bạn xem nha. Cái này các bạn phải in giấy dán để các bạn dán lên cái kiện hàng luôn. Tại vì á khi mà các bạn in giấy thường á, các bạn dán băng keo lên á là nó sẽ bị bay màu nha các bạn lưu ý là các bạn không dán băng keo lên cái đơn này nha các bạn. Khi mà các bạn dán băng keo lên nó sẽ bay màu. Để mình in thử trên cái giấy dán, sau đó thì mình sẽ dùng cái điện thoại mình quét cái mã QR cho các bạn xem nha. Thì khi mà các bạn mở nắp ra thì cái app nó cũng báo nè, không có giấy này cho các bạn. Đó, nó có con sensor ở trong đó nha các bạn. Rồi mình để giấy vô như thế này ha các bạn. Cái nắp á thì các bạn kéo, các bạn bật lên thôi. Rồi giấy các bạn để vào, các bạn để như thế này ha. Các bạn để ngược đó là nó sẽ in không ra mực nha. Rồi các bạn đậy nắp lại, các bạn cho nó lòi giấy ra một xíu nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in lại cho các bạn xem nha. Rồi bấm in lại nè. Thì cái này á, các bạn in á, thì chữ nó sẽ nhỏ nhưng không có thể nhìn rõ được, nhưng mà các bạn có thể quét được cái mã QR này nè các bạn. Thì đơn vị vận chuyển họ sẽ quét cái mã QR này thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quét thử cho các bạn xem nha. Ok.
Đây các bạn, rất là nhạy luôn nè, các bạn thấy không? Đây, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại Android nha các bạn. Thì ở trên điện thoại Android cũng vậy các bạn, các bạn vào trong cái chỗ trang bán hàng của Shopee nè, sau đó các bạn vào thông tin vận chuyển nè, rồi các bạn in phiếu giao ha. Rồi các bạn cũng bấm xe nè, cái dấu mũi tên nè các bạn. Rồi các bạn chọn cái phần mềm Phone Ring. Rồi nó cũng chuyển qua cái file cho các bạn ha. Rồi các bạn bấm nguyên bản như y chang như điện thoại iPhone nha. Các bạn chờ tải xíu xong rồi các bạn bấm in ha. Rồi ở đây của các bạn cũng sổ ra nè, các bạn chọn sâu sắc hơn nè, hoặc là các bạn chọn kéo cái thanh như nãy nha, tùy theo cái điện thoại nha các bạn. Rồi các bạn bấm in thử nè, các bạn kết nối nè, rồi mở X8, rồi các bạn bấm in nè. Rồi để mình quét cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha. Thì sau khi in xong á, các bạn lột cái miếng keo sau ra, các bạn dán lên trên cái kiện hàng nha. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, thì mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để các bạn mua hàng, được giao hàng tận nơi luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.